bay. Ai nhỉ? À, từ từ xem. Ô, ôi ôi 1.300 coi. Ôi quay hết. What the f? Bruh. À, quên mất. À, hello anh em ơi. Hiện tại à, từ. Hiện tại trên đầu mình đây chính là thứ ngầu nhất 3F hiện tại. À, dưới danh YouTuber đây. Ờ. À, thì làm để làm sao mà mình có thể có danh media như này? Anh em phải có một kênh YouTube 300 sub. Ờ. What the fuck legendary? Thì đầu tiên anh phải có một kênh YouTube trên 300 sub hoặc là 300 sub. Kênh của anh em phải có duy nhất à phải có một video làm về 3FMC. Yeah. Thì cách mà để anh em đăng ký thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn anh em sau. Thì để mình mở hộp đã. Phê quá. Rocket này. À. À đủ đồ chơi. Bay lên cao. Bay lên. Let's go. Bay lên. Ôi xoài bắn như bay như ỉa. Thì đầu tiên anh em phải vào Discord của 3FMC, mình sẽ để link dưới phần mô tả. Anh em sẽ vào phần phần này này. Đấy. Anh em ấn vào sẽ có đường link là Backward Media. Anh em sẽ ấn vào cho mình phần cái web cái đường link này cho mình. Thì nó sẽ dẫn anh em đến một trang web và đây nó sẽ bạn muốn chọn danh. Thì mình chỉ có 400 sub thôi. Nên là mình sẽ chọn danh media. Có này á. Chính là sự trợ giúp của anh em. Còn chờ chờ gì mà không subscribe để mình được 1.000 người đăng ký. Chắc phải năm sau. Thì đấy. Nếu mà anh nào mà chê 1k sub, anh em sẽ chọn danh này cho mình. Của mình á. Danh rách nhá. À, danh media thôi. Thì ở đây anh em sẽ dán cái đường link YouTube của anh em vào đây. Thì anh em đánh giá xem vào đây. Đấy, em sẽ dán vào đây. Còn liên kết dẫn đến video thỏa mãn yêu cầu thì anh em hãy gửi. Thì anh em sẽ sao chép đường link cái video mà anh em làm về 3F. Anh em dán vào đây. Ok. Còn cái tiếp theo tên game của bạn thì what the fuck. Thì cách thức liên hệ thì anh em sẽ một là copy link Facebook của anh vào đây. Còn của mình thì mình sẽ lấy Discord. Ừ. Nó có thể thông tin bổ sung gì không? Bổ sung cái này. Ok gửi. Ôi giời chết. Ôi. Lớn rồi. Ở đây không sao. Chết rồi, nhầm rồi. Ok, và đó chính là cách mình hướng dẫn anh em cách để đăng ký danh media. Đi chơi. Danh cờ à, danh cờ à. Như này. Nhìn đây, đồ phim gì nhá. Anh em, lên. Boom. Tạm biệt trái đất sơ bồ, tới về sao hỏa thì bồ tới đây. À, tôi xì tát luôn. Đô phin. Chuyên dùng lệnh xì tát. luôn nhé, thử dùng nhé. Ngầu loài. Bất ngờ chưa bà ta? Bất ngờ liền. Quá bất ngờ, tôi tưởng cứng tay quá. Có vẻ nó đâu nghe tí. Lạnh vãi.
Tôi ở một người là ông bên quán á, tôi nhắn xem và ai đỏ này đỏ. Hello bạn đỏ chết. Ờ, và này giống đánh cơ phía đây không? Vắc, đâm bính. Ui mẹ nghe nó quá nhanh mình ông ơi. Ông gặp một. Đâu đâu đâu. Đâu, what the fuck? À, what the. Ê, từ từ nha, cẩn thận nha. Lôi game vừa anh em vừa. Phải cả loại game. Em ơi, ui, vỡ bài lô xin. Tân viên tài cao. Để em bề riêng. Chết rồi. Em nhớ phích phạm. Nó bỏng cái gì, nó bỏng cái gì ấy. Trời ơi. Con. Bỏng cái gì là bỏng cái gì. Nó, không biết được ai. Ra ra ra, ra giúp chúng với, ra giúp chúng với. À ta ta tôi cũng chưa mua giáp sắt. Chúng chưa có giáp, chưa có gì luôn. Chưa có gì, chưa giáp. Nung thuốc, nung thuốc, nung thuốc nhảy cao, nung thuốc nhảy cao. Ở đâu ấy, ở đâu, ở đâu? Nó ở nhà nó. What the fuck, mày nhìn hết lửa. Nhớn, à đúng. Nhớn, à, nhớn. Ôn ghen. Ôi dồi. Ôi. Ôi dồi, bị bài. Cờ lớt, chung cờ lớt. Ồ. Bà. Sư. Ông quên ác. À, Đô phin. Giờ tôi với ông vào một cái map lạ, xong tôi xì tát cái anh solo. À, được ta, làm quả content solo của mình kìa. À, chơi holo hay là gì cả. Đi, vào luôn đi. Vào 8v8 đi. Ok. Tôi chọn green. Tôi sẽ chọn red. Ranker, rất nhẹ chơi ranker. Ok. Tầm 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 tầm. Không biết là chun lên queen ấy không nhỉ? Lôi game rồi. Hình như bỏ cung trong chế độ này rồi. Tại sợ bắn FIFA ấy. Đỏ đâu nhỉ? Đỏ, ngã hình. À đây, thấy đỏ. 3, 2, 1. Chết anh ơi. Căng thẳng thế nhỉ? Cái giả leader luôn à. Cái giả không thẳng rồi, cái tí. Media. Wow. What the fuck? Chết cả hai đứa. Tôi phải đưa ông một chút ra chứ kiểu tôi hiểu nó. Cái người cũng thành ra tôi được cả. Cô gái tôi chém. Lần này thì idol quăng nhau rồi. Ôi đồ kinh. Damn. Kiếm sát. Tôi lúc nào trong thủ tôi mua tất cả. Không chạy được đâu. Ôi ôi. Thầy cũng khó ăn thôi. Thôi lâu rồi. Rồi cây bi. Ờ kìa. Ây da, 5-1-5. Được rồi. Không thú lắm, được rồi. Tôi phải chém chúng rồi. Ôi, được chúng chết rồi. Thôi. Còn một máu. Chạy nhanh đi. Lướt. Xong rồi cây bi. Chạy nhanh. Chạy nhanh đi, lướt đi. Nó vừa sắp vô đây. Dây cây mi để đưa vị trí của đô phinh viên. Ok, tắt được. Tắt không? Nó ơ. Cô lên. Nào, tôi bể riêng rồi. Kiểu riêng bể. Thank you. Không bể kịp. Tôi không thích chứ. Vào đây. Để 1-1 để đưa vị trí của đô phinh viên. No. Ây. Ôi mà một máu, một nửa team Valorant. Không biết tôi có mấy hạt pi không? Tôi một hạt pi nữa đây. Tức thế. Baba baba boy baba baba boy baba baba boy baba baba